chào mừng quý các bạn đến với kênh video điện máy Cường Linh. Thì hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý các bạn máy cắt đinh ốc mini gia đình dành cho quán ốc hay là tiệm quán bán ốc nhỏ và vừa. Thì đây là tổng thể bên ngoài của máy. Quý gia đình cắt từ 10 đến 15 kg, 20 kg ốc một ngày thì dùng máy này rất là hợp lý. Quý các bạn có thể mỗi lần sử dụng quý các bạn có thể cắt được 1 kg ốc tươi và cắt từ 2 đến 3 phút là nó sẽ cắt xong một mẻ ốc. Thì mỗi lần các bạn có thể cần ốc để xào, quý các bạn có thể rửa sạch bỏ vào, thì chỉ cần 2 đến 3 phút là chúng ta sẽ có một có ốc để đưa ra xào. Đó, rất là tiện lợi, vừa tươi vừa ngon mà lại rất là nhanh, tiết kiệm công sức. Đây là bên ngoài của máy, thì máy được làm vỏ bằng nhựa như thế này, bằng nhựa cứng, nhựa cao cấp rất là cứng, gọn nhẹ, có cái tay cầm ở đây. Đấy, máy thì có cân nặng 10 kg, chạy điện gia đình motor 0,37 kW. Đấy, motor dây đồng. Đây là dây điện vào của máy ở đây, đầu điện vào ở đây. Ở đây thì có băng dính kín ở đây để đề phòng quý các bạn trong lúc sử dụng thì nước có thể chảy vào. Đấy, thì chúng tôi đã băng dính hết tất cả ở đây. Đấy, băng dính rất là kín. Máy thì ở đây là cái đầu vào của máy này, chúng ta đổ ốc vào ở đây thì ốc nó sẽ chảy vào, và trong lúc máy quay thì nó sẽ cắt hết ốc, sau đấy chúng ta kéo cái này ra và ốc sau khi cắt xong nó sẽ chảy ra đây. Đấy, rất là tiện lợi, mỗi lần cắt thì quý vị có thể cắt được 1 kg ốc. Đấy, rửa sạch bỏ vào và chúng ta cắt đi. Đây là cái dao cắt của máy này. Đấy, dao cắt bằng làm bằng hợp kim, rất là chắc chắn, rất là bền, cho dù cắt ốc cứng nó cũng cắt được. Còn đây là các lỗ để ốc lúc mình dùng thì các đuôi con ốc nó sẽ lọt vào cái lỗ này, và các cái dao này chạy qua thì nó sẽ cắt luôn cái đuôi. Đấy là nguyên lý hoạt động của máy. Thì chúng tôi đã nghiên cứu để đây, lúc nào cái lưỡi dao nó quay đến ở cái góc này thì nó sẽ trùng với cái hàng cái lỗ này. Đấy, cứ quay một vòng thì nó sẽ đến cái hàng lỗ tiếp theo. Đấy, quay vòng tiếp theo nó sẽ đến cái hàng tiếp. Đấy, rất là đều để không bỏ sót con ốc nào. Máy thì truyền đồng bằng hệ thống dây cu loa. Nó có cái dây như thế này, còn đây dây cu loa này thì chúng tôi tặng quý vị và bà con dự phòng này. Đấy, sử dụng lâu ngày có thể trùng thì chúng ta dùng cái dây này để thay thế. Máy có thể cắt được đít ốc từ 4 ly đến 9 ly. Đấy, thì sau khi cắt thì cái đường tròn, cái đường kính ở đuôi con ốc sẽ là khoảng từ 4 ly đến 9 ly. Thì tùy theo nhu cầu, cũng tùy theo từng loại ốc của quý vị và bà con để có thể đặt hàng mua về sử dụng cho nó phù hợp, hợp lý. Đấy, máy thì thiết kế cũng bằng chân đế ở đây, rất là chắc chắn ở đây. Đấy, gọn nhẹ, chỉ 10-11 cân. Chúng ta có thể xách ra xách vào rất là tiện lợi, sau khi cắt xong chúng ta có thể cất đi rất là thoải mái. Sau đây tôi sẽ bật thử máy lên cho quý và các bạn cùng xem. Đấy, máy sẽ điện ra đi. Máy quay rất là êm. Đây, đây bên trong hoạt động của máy như thế này. Máy quay rất là êm và ổn định. Chúng ta chỉ cần bỏ ốc vào con máy lên, còn đấy chờ khoảng 2 đến 3 phút là có thể cắt xong một mẻ ốc. Đấy, rất là chắc chắn. Hệ thống truyền động của máy thì nằm ở cái phần này. Thì quý các bạn có nhu cầu mua máy cắt đít ốc thì vui lòng liên hệ điện máy Cường Linh,
địa chỉ ở 923 Giải Phóng Hoàng Mai, Hà Nội, hoặc qua số điện thoại chúng tôi để trên góc màn hình. Quý vị và các bạn có thể liên hệ để được tư vấn cũng như là báo giá tốt nhất, tư vấn nó sử dụng con máy nào cho phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình. Bên điện máy Cường Linh chúng tôi còn có thêm các điện ốc công nghiệp loại như thế này. Về nguyên lý hoạt động thì nó giống con máy cắt mini, nhưng mà công suất nó lớn hơn, nó có thể cắt được từ 8 cân ốc một lần, chạy motor 0,55 kW. Đấy thì quý các bạn có nhu cầu mua thì vui lòng liên hệ chúng tôi. Cảm ơn quý và các bạn đã theo dõi video. Bấm đăng ký kênh của điện máy Cường Linh để xem các video mới nhất của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.